9, Tiêu Phong đẫm máu tụ hiền trang. Đã 20 năm từ biệt, nay đệ tử Kiều Phong bái kiến sư phụ. Phong Nhi đó sao? Đường phía trước hung hiểm, các hạ hãy biết khó mà lui. Người muốn đi Thiếu Lâm Tự? Là người trong Tàng Kinh Các. Các hạ nhiều lần phái người lấy mạng ta và sư tỷ, hôm nay cản đường ta chỉ vì muốn biết ta đi đâu. Ngươi căng thẳng làm gì, ta tốt bụng mới hỏi ngươi thôi. Trong Thiếu Lâm Tự vẫn còn đang truy nã người xâm nhập hôm đó. Người quan minh chính đại tự đưa tới cửa như thế, chẳng khác nào chuốc họa vào thân. Đa tạ các hạ nhắc nhở, nếu các hạ hôm nay không phải đến lấy mạng ta thì hãy tránh đường. Sao, ngươi vẫn muốn đi? Xem ra ngươi nhất định phải giúp Kiều Phong rồi. Nhưng với bản lĩnh của ngươi, chỉ e là khó. Không phiền các hạ lo lắng, sau lần gặp ở Tàng Kinh Các, ta khác đi rồi. Ngươi đã tự tin như vậy thì ta luyện vài chiêu với ngươi. Hỏa diệm đâu? Mỏng đã cẩu hơi vừa lục đông cảo đại tiên nhân Mỹ Long tại thiên, bác cẩu trừ thiên, bản lông thủ mối dương tha lạc nhất. Đã cổ Long Đại Thiên, bác còn ngáo thêm thật ngưỡng. Ta đã cổ bối Tiền Long Phục Vũ Mỹ Long Đại Thiên. Mỹ Long Đại Thiên, ổng đã cổ Long Kiến Quân Giả. Mỹ Long Đại Thiên, bác còn ngáo thêm Đại Thiên. Ta đã cổ bối bác cổ Triều Thiên. Đã khẩu hỏi nhiệm đâu? Trời vừa lục đông cảo đại tiên Long Đại Thiên. À Châu, xin dừng bước. Các hạ có danh thiếp không? Ổng đã không có ý gây sự.
Bóng giả Kỷ Long Đại Thiên, các cụ cảnh thiên, hậu bối. Đồng bộ của người ta Kiều Phong đến tới rồi. Các quân đệ, mau cầm vũ khí lên. Ngao Phủ Gặp Trưởng, Tiềm Long Phục Dũng, Dương Hà Lạc Nhất. Bóng giả Kỷ Long Đại Thiên, Kỷ Long Đại Thiên, các cụ cảnh thiên, hậu bối. Bác Cẩu Triều Thiên. Thiên. Bóng giả khẩu, Phi Long Đại Thiên, giữ lại hết cho ta. Muốn làm anh hùng cũng phải biết quy tắc của tụ hiền trang ta. Đâu? Bác Cẩu Triều Thiên, đây là hai trong trạng, không đến lượt ngươi là tiến. Du ký sẽ khiến tương cùng tấn công hiệp sĩ. Dù thế nào thì hôm nay chúng ta cũng phải dẫn Ai Châu cô nương. Ở đây chỉ là để chúng ta dạy hắn một bài học. Nếu ta hạ thắng thì nhờ Thiết Thần Y đưa Ai Châu cô. Nếu người Thiết Thần Hoa là chính mạng đảm bảo. Du ký sai khiến thương hồn tấn công hiệp sĩ được chọn, hãy phân tán. Du ký sai khiến thương hồn tấn công hiệp sĩ được chọn, hãy phân tán. Mạnh hơn không ít so với trước đây, đáng tiếc vẫn không thể giúp được gì. Không biết người này có mục đích gì, tốt nhất là mau chóng đi giúp Kiều đại ca. Bị hắn ta cản lại đã tốn nhiều thời gian. Sao ngươi lại ở đây? Kiều đại ca, nghe nói huynh bị bôi nhọ nên ta cố tình đến giúp. Sư phụ sư tỷ cũng biết tin, nếu cần họ cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Đa tạ các vị tin ta. Nghĩa phụ nghĩa mẫu bị hãm hại, lúc ta đến nơi, thi thể họ vẫn còn ấm, nhưng không thấy bóng dáng hung thủ. Kiều đại ca bớt đau buồn. Thù này nhất định phải báo. Nhưng ta lo người đó đã sớm nhắm vào sư phụ Huyền Khổ đại sư. Lúc nãy ta thấy có bóng người đột nhập vào miếu. Lỡ là người đó đột nhập, chẳng phải Huyền Khổ đại sư sẽ gặp nguy hiểm? Đúng vậy, phải nhanh chóng báo cho sư phụ mới được. Kiều đại ca, ta cùng huynh đến đó. Đa tạ. Nơi trong miếu nhất định không quan nghênh Kiều mộ, phải tránh chúng tăng thiếu lâm. Thank you.
Sư phụ, chắc là ở Đại Hùng Bảo Điện lễ Phật. Chúng ta đi hướng đó đi. Đã 20 năm từ biệt, nay đệ tử Kiều Phong bái kiến sư phụ. Phong Nhi đó sao? Vì sư lúc nào cũng nhớ tới con, chỉ mong có ngày được gặp lại con. Sư phụ à, người xem đi, đệ tử là Kiều Phong đây. Phong Nhi, đúng là con rồi. Sư phụ, tốt lắm, tốt. Sư phụ, Kiều đại ca, bây giờ phải làm sao? Chắc chắn sư phụ không phải vì gặp ta mà bị tổn thương. E là trên người sư phụ có thương tích cũ. Kiều mỗ hiểu rồi. Trước mắt rời khỏi là thượng sách, nhưng âm thầm bỏ đi lúc này còn gì là hảo hán nữa. Ta sẽ đi thông báo mọi người trong chùa. Chuyện hôm nay vô cùng nguy hiểm, liên quan tới tính mạng sư phụ phải điều tra cho rõ. Đại sư, viên tịch rồi. Tiểu tăng đừng nói bừa. Trước đó ta và Kiều đại ca luôn ở ngoài tự, nhất định là ngươi nói dối. Hai ngươi thông đồng với nhau, có gì mà không nói được. Các vị sư huynh, chính là Kiều Phong. Hắn dùng tay chưởng vào ngực sư phụ, ta ở ngoài cửa sổ nhìn thấy. Đúng là như thế. Hung thủ đó cải trang thành dung mạo của ta, chính là để vu oan cho ta. Vì thế sư phụ mới xem ta là hung thủ, đau thương qua đời. Kiều đại ca, xem ra chuyện này nhắm vào huynh, nhưng người trong thiếu lâm không chịu tin huynh. Chỉ e người đó đã trốn khỏi thiếu lâm tự rồi. Tiểu sư phụ, nghe ta nói, sự việc này có hiểu lầm. Hai người cùng phe, người nhất định bao che cho hắn. Không phải như vậy đâu, Kiều đại ca. Không cần giải thích nữa. Sư phụ ôm hận qua đời, ta tuy tuyệt đối không dám mạo phạm sư phụ, nhưng kẻ gian hãm hại lại là vì ta. Hôm nay ta lấy mạng tạ ân sư, không hề tiếc nuối. Nhưng đại thù sư phụ nhất định phải báo. Hôm nay chúng ta không thể để họ chặn ở đây. Bỗng đã khởi vừa lục đông, cảo hại tiên nhân. Ở gì đâu? Mi Long tại thiên, bác khẩu trừ thiên. Tán lông Mỹ Long đại thiên, ác thủ cản thiên. Tiền Long phục vụ Mỹ Long đại thiên. Trường Hà lạc nhất, Trường Hà lạc nhất. Bóng giả Mỹ Long đại thiên. Ngao phủ đập trưởng, bát cẩu trừ thiên.
giả khẩu. Trời mưa lục đông, cảo đại tiên nhân gì đâu? Phi Long đại thiên, bác hộ cảnh thiên giả khẩu bối. Mỏng giả khẩu, Phi Long đại thiên. Tiềm Long thuật dũng, Phi Long đại thiên. Bác hộ triều thiên. Trường Hà Lạc Nhất Mỏng Giả Khẩu, Long Đại Thiên. Bác Hộ Cảnh Thiên Hổ Bối. Phản Long Hổ Bối. Phi Long Đại Thiên. Ngao Khổ Trật Trưởng. Trời mưa lục đông, Cảo Đại Tiên Nhân đâu? Mỏng Giả Khẩu, Long Đại Thiên. Bác Khẩu Triều Thiên. Phi Long Đại Thiên. Kiều Phong đừng hòng chạy. Kiều Bang Chủ, Đại Hiệp, bên này. Không ngờ còn nổi gián giả dạng Huyền Thanh. Đáng đánh. À, đau. A Châu, vẫn ổn chứ? Sao cô lại đến Thiếu Lâm Tự? Đau. Ta đưa người đến thành trấn trị thương. Ta có thuốc trị thương trên người. Thuốc này uống vào cứ như không có tác dụng vậy. Đại Hiệp, Kiều Đại Gia, ta e là không sống nổi rồi. Giúp được hai người, A Châu rất vui. Đừng nói vậy, Kiều đại ca, chúng ta phải nghĩ cách mới được. A Châu cô nương, xin đắc tại hạ giúp cô nương trị thương. A Châu cô nương, vết thương này chỉ có Tiết Thần Y trị được. Ta dẫn cô đi tìm Tiết Thần Y. Kiều đại ca, ta đi với huynh. Được, Tiết Thần Y bây giờ có lẽ đang ở Tụ Hiền Trang làm khách. Hãy đi với ta. Sơn Trang nguy hiểm, khác xa những gì ta nghĩ. Thiếu Hiệp hãy về trước, ta không muốn liên lụy Thiếu Hiệp. Sao? Tiết Thần Y không ở Tụ Hiền Trang? Tiết Mộ Hoa và Du Thị Sông Hồng bày tiệc này chính là để bàn với mọi người cách đối phó với ta. Vậy càng nguy hiểm hơn. Nếu chỉ có một mình Kiều đại ca, làm sao thuận lợi thoát thân? Kiều mổ không biết, nhưng A Châu cô đường đang nguy kịch, phải đi vào thôi. Hay là ta dẫn A Châu vào khám bệnh, huynh mau rời khỏi. E là đã trễ rồi. Người trong Sơn Trang đã biết ta về thăm Sơn Trang. Kiều đại ca chờ chút, để ta đi hỏi thăm thử. Có biết tình hình trong đó không? Võ Lâm Đại Hội mở vì Kiều đại ca, chỉ e huynh hai tay khó đối phó bốn địch. Hôm nay Kiều mổ, nhất định phải đến Tụ Hiền Trang. Ai cho cô nương không thể trì hoãn. Kiều đại ca, Tụ Hiền Trang rất nguy hiểm, để ta giúp huynh. Đa tạ, Kiều mổ khắc ghi trong. Thần Y và Du Thị huynh đệ mở đại tiệc anh hùng trong Tụ Hiền Trang. Kiều mổ không muốn tham gia, chỉ muốn xin Tiết Thần Y cứu người.
giả cẩu ơi vừa lục đông cẩu phải nhìn đâu Mỹ Long đại thiên bát cẩu kiều thiên. Mỏng giả cẩu Mỹ Long đại thiên kháng long thủ mối Mỹ Long đại thiên bát cẩu kiều thiên thủ mối Trường Hà lạc nhật Mỹ Long đại thiên mỏng giả cẩu Mỹ Long đại thiên ngao khẩu rập trưởng Mỹ Long đại thiên Điềm Long phục chúng Bá Cẩu Kiều Thiên hỏa diệm đâu bóng giả cẩu Mỹ Long đại thiên Kiều Thiên Mỏng giả cẩu Mỹ Long đại thiên Trường Hà lạc nhật Mỹ Long đại thiên Bát Long thủ bối Bát Long giả thiên thủ bối Mỏng giả cẩu Mỹ Long đại thiên Ngao khẩu rập trời Mỹ Long đại thiên Điềm Long thuộc dũng ở nhịp đâu Bát Cẩu Kiều Thiên Mỏng giả cẩu Bát Cẩu Cảnh Thiên Ta giả cẩu bối hỏa diệm đâu mỏng giả cẩu Mỹ Long đại thiên bát cẩu cảnh thiên kháng long thủ bối Mỹ Long đại thiên ta giả cẩu bối Mỹ Long đại thiên mỏng giả cẩu Trường Hà lạc nhật Mỹ Long đại thiên Bát Cẩu Kiều Thiên Ta đã cổ bối Ngao khẩu rập trưởng Điềm Long Long chiến quân cảnh thiên ta đã khổ bối bát cẩu kiều thiên mỏng giả cẩu ơi vừa lục đông cẩu đại thiên ở nhìn đâu Mỹ Long đại thiên bản long thủ bối Điềm Long phục chúng ngao khổ gặp trưởng bát cẩu cảnh thiên ta đã cổ bối Mỹ Long đại thiên bát cẩu kiều thiên mỏng mỏng giả cẩu
Dương gia huynh đệ, hà tất như vậy? Hai thuẫn bài đó ta trả hai vị là được chứ gì? Kiều đại ca, đi mau, chỗ này không thể ở lại nữa. Trên người ta vết thương không ít, miễn cưỡng chạy cũng không được. Ta thả tự kết liễu, cũng không mất mạng dưới tay đám chuột nhắt. Kiều đại ca đừng! Tự kết liễu như vậy, làm sao xứng với phụ mẫu huynh? Đi theo ta, ta dẫn huynh rời khỏi. Ngươi cũng đến rồi à? Yên tâm, ngươi thần bí đó không đói gì, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Kiều đại ca, chuyến đi tụ hiền trang lần này thật sự nguy hiểm, nhưng chuyện này đồn ra e là võ lâm trung nguyên càng phẫn nộ hơn. Họ không tha ta, thiếu hiệp cứ nói thẳng. Người bí ẩn này xuất hiện cứu huynh cũng không biết có mục đích gì, sau này Kiều đại ca có dự định gì không? Ta đã giao A Châu cho hảo hữu ngày xưa, chắc là có thể cứu được. Nếu người bí ẩn này không có ý lấy mạng ta thì cứ mặc kệ. Việc quan trọng đầu tiên là phải điều tra rõ thân thế của ta. Phụ thân, phụ mẫu, sư phụ qua đời trong một ngày, bí ẩn thân thế của ta càng khó tra rõ. Cần phải đi đến ngoài nhà môn quan xem di văn trên thạch bích. Hung thủ e là người biết nội tình, Kiều đại ca đi tra rõ cũng tốt. Nếu Kiều đại ca cần giúp đỡ, cứ gửi thư cho ta. Được, ngươi hãy bảo trọng. Nếu ngươi rảnh rỗi, hãy thay ta thăm hỏi xem A Châu đã khỏi hẳn chưa.